trong một ngôi làng nhỏ một nhà khoa học tên alice với óc sáng tạo và nhiệt huyết đang dành phần lớn thời gian để nghiên cứu về hiệu suất trong nông nghiệp cô bắt đầu nghiên cứu trên một trang trại nhỏ bên bờ biển tỉ mỉ ghi chép mọi chi tiết từ việc tưới nước đến lượng phân bón từ thời gian nông dân bỏ ra đến khối lượng trái cây thu hoạch khi phân tích dữ liệu alice phát hiện ra một mẫu quy luật kỳ diệu chỉ có một phần nhỏ của cây trồng, khoảng 20%, đóng góp tới 80% sản lượng trái cây chín ngọt và ngon lành. Sự phát hiện này đủ thú vị để cô mở rộng nghiên cứu của mình. Không chỉ giữa trang trại đầu tiên mà cô còn khám phá ra rằng nguyên lý này tồn tại trên nhiều trang trại khác nhau trong làng. 20% nguồn lực chính bao gồm thời gian, công sức, nhiên liệu, thường tạo ra 80% sản phẩm cuối cùng. Khám phá này đã thôi thúc Alice giúp các nông dân hiệu quả hóa quy trình sản xuất. Thay vì tán phân và tưới nước cho mọi cây, họ tập trung vào những vùng đất mà Alice xác định là đem lại hiệu suất cao nhất. Vậy, nguyên lý 80-20 là gì? Nguyên lý 80-20 khẳng định rằng một phần nhỏ nguyên nhân dẫn đến phần lớn kết quả. Trong kinh doanh, 20% sản phẩm và khách hàng tạo ra 80% doanh số và lợi nhuận. Trong xã hội, 20% tội phạm và người lái xe gây ra 80% tổn thất và tai nạn. Trong cuộc sống gia đình, chỉ có 20% các tấm thảm và quần áo được sử dụng thường xuyên hơn cả. Tại sao nguyên lý 80-20 lại quan trọng đến thế? Lý do làm cho nguyên lý 80/20 có giá trị đến thế là do nó đi ngược lại với những gì chỉ cảm nhận bằng trực giác. Chúng ta cho rằng mọi nguyên nhân sẽ tạo ra kết quả tương đương. Nhưng thực tế, chỉ một phần nhỏ nguyên nhân tạo ra phần lớn kết quả. Chúng ta thường đánh giá mọi thứ như nhau, rằng mỗi sản phẩm và mỗi đồng tiền kiếm được từ lợi nhuận doanh số đều có giá trị ngang nhau rằng tất cả các câu hỏi và cú điện thoại đều cần được đối xử như nhau rằng tất cả mọi vấn đề đều có một số lượng lớn những nguyên nhân do vậy không đáng phải khu biệt riêng một số nguyên nhân quan yếu rằng tất cả mọi cơ hội đều có giá trị gần như nhau do vậy chúng ta đều xử lý chúng như nhau Chúng ta có khuynh hướng cho rằng 50% các nguyên nhân hoặc tác động đầu vào tạo ra 50% kết quả hoặc sản phẩm đầu ra. Nhưng ảo tưởng về quan hệ 50-50 này là một trong những điều sai lạc nhất, đồng thời là nếp nghĩ thâm căn cố đế nhất trong bản đồ tư duy của chúng ta. Nguyên lý 80-20 khẳng định rằng khi hai tập hợp dữ liệu liên quan đến nguyên nhân và kết quả có thể được xem xét và phân tích thì kết quả khả hữu nhất là sẽ có một mô hình quy luật chung về sự mất cân bằng. Sự mất cân bằng ấy có thể là 65 35, 70 30, 75 25, 80 20, 95 5 hoặc 99,101 hay bất cứ một tỷ lệ nào nằm trong khoảng ấy. Con số 80 20 chỉ là một tỷ lệ khái quát và tỷ lệ chênh lệch này có thể nhiều hơn hoặc ít hơn 80-20. Một ví dụ ấn tượng về việc áp dụng nguyên lý 80-20 là trong lĩnh vực điện ảnh. Trong một nghiên cứu về doanh thu và vòng đời của 300 bộ phim trong 18 tháng, hai nhà kinh tế học đã phát hiện rằng chỉ có bốn bộ phim chiếm khoảng 1/3 phần trăm tổng số phim đã mang về 80% doanh thu về bán rạp. Trong khi 296 bộ phim còn lại chiếm 98,7% tổng số, chỉ đóng góp 20% tổng doanh thu. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể được cải thiện đáng kể bằng cách áp dụng nguyên lý 80-20. Những nguồn lực có tác động yếu trong bất kỳ mục đích nào cũng không nên được sử dụng hoặc chỉ nên sử dụng một cách hạn chế. Trong khi đó, những nguồn lực có tác động mạnh mẽ cần được tận dụng càng nhiều càng tốt. Tại sao bạn lại phải quan tâm đến nguyên lý 80-20? Dù bạn nhận ra hay không, nguyên lý 80-20 vẫn có ứng dụng trong cuộc sống của bạn, trong xã hội và nơi làm việc của bạn. Hiểu rõ nguyên lý này sẽ giúp bạn thấu hiểu sâu sắc hơn về những gì đang diễn ra trong thế giới xung quanh. Ý nghĩa cơ bản của nguyên lý 80-20 là kết quả có thể được nâng cao và nhân lên nhiều lần nếu chúng ta làm cho những nguyên nhân đầu vào không hiệu quả trở nên hiệu quả như những nguyên nhân khác. Thử nghiệm thành công với nguyên lý này trong lĩnh vực kinh doanh đã chỉ ra rằng với sự sáng tạo và quyết tâm có thể đạt được những tiến bộ đáng kể có hai cách để đạt được mục tiêu này một là tái phân bổ nguồn lực từ các ứng dụng kém hiệu quả sang các ứng dụng hiệu quả hơn chiến lược này đã được các doanh nghiệp áp dụng từ xa xưa hãy tìm một cái lỗ tròn cho một cây đinh tròn một lỗ vuông cho một cây đinh vuông và một hình dạng phù hợp cho những cái khác tùy theo hình dạng của chúng kinh nghiệm cho thấy rằng mỗi nguồn lực đều có đấu trường lý tưởng của nó. Ở đó, nguồn lực ấy có thể trở nên hiệu quả gấp 10, gấp trăm lần nếu so với những đấu trường khác. Cách tiếp cận thứ hai là tìm cách làm cho nguồn lực không hiệu quả trở nên hiệu quả hơn. Biến những nguồn lực yếu thành mạnh, học hỏi kỹ lưỡng và bắt chước những nguồn lực hiệu quả trong thế giới ngày nay có một khoảng cách lớn giữa các tên tuổi hàng đầu và những người còn lại thị trường ngày càng trở nên cạnh tranh hơn và các tên tuổi hàng đầu thường đòi hỏi mức thù lao lớn trong khi những người không có sự nổi tiếng hay kỹ năng tương tự thường nhận được thu nhập tương đối thấp phân phối thu nhập trong giới siêu sao thậm chí còn mất cân đối hơn cả trong toàn bộ dân số là một ví dụ tuyệt vời về nguyên lý 80-20. Hoặc trong nhiều trường hợp, tỷ lệ này là 90-10, hoặc có khi là 95-5. Lý do cho thu nhập khổng lồ của các siêu sao là do hai yếu tố. Thứ nhất, họ có thể tiếp cận một lượng lớn người cùng một lúc. Vì vậy, chi phí tính trên mỗi đầu người tiêu thụ thường rất thấp, thường chỉ là một phần nhỏ của xu. Thứ hai, khả năng tài năng của họ không thể thay thế được quan trọng là phải tìm ra cái tốt nhất ví dụ nếu một người quyết dọn nhà làm việc tốc độ làm trong cùng một khoảng thời gian chỉ bằng một nửa người khác thị trường sẽ bù trừ bằng cách trả cho người ấy chỉ nửa mức lương thế nhưng ai lại muốn một người nào đó tài năng chỉ bằng nửa michael jackson trong trường hợp này một người không thuộc hàng siêu sao dù có làm không công đi nữa Cũng mang lại hiệu quả kinh tế kém xa một siêu sao Người ấy chỉ thu hút được một lượng khán giả ít ỏi Và do đó dù có tiết kiệm được chút ít về tổng chi phí Nhưng mức doanh thu thấp hơn rất nhiều Có vẻ như tài năng luôn tuân theo mô hình 80-20 Nói chung sự ảnh hưởng của công nghệ Có thể đẩy tỷ lệ tài năng lên đến sấp xỉ 90-10 hoặc có khi là 95 năm. Phần thưởng trước đây có thể được phân phối theo tỷ lệ 70-30. Nhưng với những người nổi tiếng nhất, tỷ lệ này chắc chắn đã tăng lên gần mức 95 năm hoặc thậm chí còn cao hơn. Có thể bạn cảm thấy muốn từ bỏ và không muốn tham gia vào một cuộc đua trong một thế giới mà cơ hội để đạt được thành công lớn dường như quá nhỏ bé. Nhưng tôi cho rằng đó là một quan điểm sai lầm. Dù bạn không mơ ước trở thành triệu phú số 1 có khả năng thay đổi thế giới, vẫn có 10 nguyên tắc vàng để đạt được một sự nghiệp thành công trong một thế giới ngày càng biến đổi theo mô hình 80-20. Mặc dù các nguyên tắc này càng quý giá hơn khi bạn có một mục tiêu lớn hơn, chúng vẫn có thể áp dụng cho mọi ngành nghề hoặc mức độ tham vọng khi chúng ta đi sâu vào cuộc trò chuyện này, bạn có thể điều chỉnh nội dung để phù hợp với ngành nghề của mình. Hãy nhớ lại ma trận von Manstein. Tìm lĩnh vực mà bạn đã xây dựng danh tiếng, nơi bạn có thể thông minh, lời nhác và nhận được phần thưởng cao hơn. Nguyên tắc thứ nhất, đi sâu vào một lĩnh vực thật hẹp, phát triển một kỹ năng cốt lõi. Chuyên môn hóa là một trong những quy luật quan trọng phổ biến trong cuộc sống đây là cách mà cuộc sống tiến hóa mỗi loài tìm ra những môi trường sống mới và phát triển những đặc điểm riêng của mình một công ty nhỏ không tập trung vào một lĩnh vực cụ thể sẽ gặp khó khăn một cá nhân không có chuyên môn hóa sẽ phải làm việc dưới sự chỉ đạo của người khác suốt đời có thể bạn không có mong muốn trở thành Albert Einstein hoặc thậm chí là Bill Gates nhưng thực tế có hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu lĩnh vực mà bạn có thể lựa chọn để trở thành chuyên gia. Thậm chí, giống như Bill Gates, bạn cũng có thể tạo ra lĩnh vực riêng của mình. Hãy tìm ra lĩnh vực chuyên môn của bạn. Có thể bạn sẽ phải dành nhiều thời gian, nhưng đó là cách duy nhất để bạn có thể kiếm được những khoản tiền lớn. Nguyên tắc số 2: Chọn một lĩnh vực mà bạn thích thú mà ở đó bạn có khả năng nổi trội chuyên môn hóa yêu cầu sự suy nghĩ cẩn thận đối với một lĩnh vực hẹp hơn việc lựa chọn phải được thực hiện một cách cẩn trọng hơn hãy đào sâu vào một lĩnh vực mà bạn quan tâm và đam mê bạn không thể trở thành một nhà lãnh đạo được công nhận trong một lĩnh vực mà bạn không cảm thấy hứng thú hoặc đam mê hãy ghi lại những hoạt động mà bạn đặc biệt yêu thích sau đó, hãy xem xét xem có cơ hội nào có thể biến thành nghề nghiệp của bạn. Tiếp theo, hãy chọn công việc mà bạn cảm thấy đam mê nhất. Nguyên tắc số 3. Hãy nhận thức rằng tri thức là quyền lực. Chìa khóa để biến đổi đam mê, nhiệt tình của mình thành một nghề là tri thức. Hãy nắm chắc một lĩnh vực nào đó hơn bất kỳ ai khác. Sau đó, tìm ra cách tung nó ra thị trường nhằm tạo ra một thị trường và một nhóm khách hàng trung thành. Biết nhiều về một số lĩnh vực hẹp thôi thì chưa đủ, bạn phải biết nhiều hơn bất kỳ ai, ít nhất là ở một lĩnh vực nào đó. Không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn cho đến khi bạn chắc chắn rằng bạn biết nhiều hơn và giỏi hơn mọi người ở một lĩnh vực nào đó sau đó củng cố vị trí dẫn đầu của mình bằng cách thường xuyên luyện tập và luôn hiếu kỳ muốn tìm hiểu thêm. Đừng mong mình là người đứng đầu, trừ vì bạn thực sự hiểu biết nhiều hơn bất kỳ ai khác. Nguyên tắc số 4 Xác định thị trường và nhóm khách hàng chủ chốt của mình và phục vụ họ đến mức tối đa. Thị trường của bạn là những người sẵn lòng chi tiền để sử dụng tri thức của bạn. Các khách hàng cốt lõi là những người đánh giá cao nhất những dịch vụ bạn cung cấp. Để hoạt động trong thị trường này, bạn cần phải xác định cách bạn sẽ bán tri thức của mình. Bạn có thể lựa chọn làm việc cho một công ty hiện có, làm nhân viên cho một cá nhân, hoặc làm việc đa dạng cho nhiều tập đoàn và cá nhân như một freelancer. Và bạn cũng có thể tạo ra một công ty để tiếp thị dịch vụ của mình đến các cá nhân hoặc công ty. Bạn có thể cung cấp tri thức gốc, xử lý tri thức để áp dụng vào các tình huống cụ thể hoặc sử dụng tri thức để tạo ra sản phẩm. Bạn có thể phát minh ra sản phẩm mới, tăng giá trị cho sản phẩm của người khác hoặc bán sản phẩm đã được hoàn thiện. Dù phục vụ khách hàng là quan trọng, nhưng đối tượng khách hàng cần phải phù hợp với bạn, đem lại hạnh phúc mà không tốn nhiều công sức. Nguyên tắc số 5 xác định những mảng mà 20% công sức bỏ ra đem lại 80% kết quả. Hãy luôn nhắc nhở mình về một số ý tưởng của nguyên lý vàng 80-20. Trong mọi lĩnh vực hoạt động, 80% số người chỉ đạt được 20% kết quả và 20% số người đạt được 80% kết quả. Nhóm đa số đang làm điều không đúng và những người thiểu số đang làm điều đúng hơn nữa ai thuộc nhóm thiểu số bạn có thể học hỏi từ họ không bạn có thể học hỏi từ họ không bạn có thể thực hiện những việc họ đang làm không và làm theo một cách thậm chí còn hiệu quả hơn không bạn có thể tìm ra cách làm thông minh và hiệu quả hơn không bạn và khách hàng của mình đã phù hợp chưa công ty bạn đang làm việc có phù hợp không bộ phận công việc có phù hợp không Công việc có phù hợp với bạn không? Ở những điểm nào mà bạn có thể ấn tượng với khách hàng của mình mà không cần nỗ lực nhiều? Bạn có thực sự thích thú với công việc bạn đang làm và cảm thấy say mê không? Thời gian nào là 20% thời gian mà bạn đạt được 80% kết quả? Hãy tập trung vào thời gian này. Thời gian nào là 80% thời gian mà bạn chỉ đạt được 20% kết quả? hãy giảm bớt thời gian này câu trả lời có thể đơn giản như vậy nhưng thực hiện thay đổi đòi hỏi bạn phải phá vỡ những thói quen thông thường của mình trong mọi thị trường mọi công ty mọi ngành nghề và với mọi khách hàng luôn tồn tại một cách làm việc hiệu quả hơn có hiệu suất cao hơn không chỉ là tốt hơn một chút mà là rất nhiều Hãy nhìn sâu hơn vào bản chất của vấn đề để khám phá những chân lý 80/20 trong lĩnh vực của bạn. Nguyên tắc số 6. Hãy học hỏi từ những người giỏi nhất. Những người chiến thắng trong mọi lĩnh vực đã khám phá những phương pháp giúp 20% công sức tạo ra 80% kết quả. Những người xuất sắc nhất trong mọi lĩnh vực đều có cách suy nghĩ và hành động khác biệt so với người thông thường. Họ có thể không nhận ra hoặc không chủ động giải thích những hành động đó. Tuy nhiên, nếu họ không chia sẻ bí quyết thành công của mình, chúng ta vẫn có thể quan sát và suy luận từ đó. Hãy sẵn sàng trả giá cao khi hợp tác với những người giỏi nhất. Tìm lý do để học hỏi từ họ, phát hiện ra phong cách làm việc đặc trưng của họ. Quan sát, học hỏi và áp dụng vào thực tế. Nguyên tắc số 7 Hãy chuyển sang hình thức tự kinh doanh sớm trên con đường sự nghiệp, hãy sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả để tập trung vào những hoạt động tạo ra giá trị cao, vượt trội gấp 5 lần so với các hoạt động khác. Đồng thời, đảm bảo rằng bạn nhận được phần lớn giá trị mà bạn tạo ra cho bản thân. Mục tiêu lý tưởng mà bạn nên hướng đến sớm trong sự nghiệp của mình là giành được toàn bộ giá trị mà bạn tạo ra cho bản thân. Lý thuyết giá trị thặng dư của các Marx cho rằng công nhân tạo ra toàn bộ giá trị, trong khi các chủ tư bản lấy hết giá trị thặng dư. Nói một cách đơn giản, lợi nhuận là phần giá trị thặng dư bị cướp từ tay công nhân. Những nhân viên bình thường có thể tạo ra kết quả ở mức trung bình, nhưng thực tế lại có thể bị công ty lợi dụng nhiều hơn họ lợi dụng công ty. Đó là vì các công ty thường có quá nhiều người quản lý, và giá trị thực sự mà đa số những người này đóng góp thường là tiêu cực. Tuy nhiên, nhân viên nắm bắt được nguyên lý 80-20 có thể làm việc hiệu quả hơn rất nhiều so với nhân viên thông thường. Họ thường không được trả lương cao hơn so với đồng nghiệp cung cấp, nhưng họ có thể tạo ra giá trị lớn hơn nhiều và có lợi ích hơn thông qua việc tự kinh doanh. Nguyên tắc số 8 Hãy thuê càng nhiều càng tốt những người tạo ra giá trị thực. Bạn chỉ có một bản thân, nhưng có một số lượng lớn người khác mà bạn có thể thuê để làm việc cho bạn. Một phần nhỏ của nhóm này tạo ra giá trị lớn hơn chi phí thuê họ. Hệ quả của điều này là bạn có thể tận dụng đàn bẩy lớn nhất từ những người khác. Ở một mức độ nào đó, bạn có thể và nên tạo ra sức đẩy từ những người không phải là nhân viên trực tiếp của bạn những người làm việc cùng bạn. Tuy nhiên, đòn bẩy trực tiếp và hoàn chỉnh nhất có thể đạt được từ những người làm thuê cho bạn. Một ví dụ đơn giản về giá trị của đòn bẩy lao động có thể giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của nó. Hãy giả sử rằng áp dụng nguyên lý 80-20 khiến cho bạn hiệu quả gấp 5 lần so với một chuyên viên bình thường trong ngành của bạn. Giả sử bạn là chủ doanh nghiệp và do đó bạn nhận được toàn bộ giá trị mà bạn tạo ra. Vì vậy, tốt nhất cho bạn là nhận được 500% kết quả so với mức trung bình. Phần thẳng dư của bạn so với mức trung bình là 400 đơn vị. Bây giờ, giả sử bạn thuê 10 chuyên viên khác, mỗi người có khả năng hoặc có thể được đào tạo để có năng suất gấp 3 lần so với mức trung bình. Họ không hiệu quả như bạn, nhưng vẫn tạo ra giá trị lớn hơn chi phí thuê họ. Giả sử bạn trả lương cho họ gấp rưỡi so với mức trung bình để thu hút và giữ chân họ. Mỗi người trong nhóm này tạo ra 300 đơn vị giá trị và chi phí trả cho họ là 150 đơn vị. Do đó, bạn kiếm được 150 đơn vị thẳng dư cho mỗi nhân viên. Nếu thuê 10 người, bạn sẽ có tổng 1.500 đơn vị thẳng dư, cộng thêm vào 400 đơn vị mà bạn tạo ra. Tổng cộng, giá trị thặng dư của bạn lên đến 1.900 đơn vị, gần gấp 5 lần so với trước khi thuê nhân viên làm việc cho bạn. Nguyên tắc số 9 Sử dụng nhà thầu bên ngoài trong mọi việc trừ kỹ năng cốt lõi của bạn. Nguyên lý 80-20 là một nguyên tắc tối ưu hóa bằng cách tập trung vào 20% hoạt động mà bạn thực hiện tốt nhất. Bạn đạt được hiệu suất tối đa nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho cá nhân mà còn cho các doanh nghiệp những doanh nghiệp và tập đoàn thành công nhất là những doanh nghiệp tập trung hết mọi nỗ lực vào những lĩnh vực mà họ có ưu điểm cạnh tranh tốt nhất nếu họ giỏi về tiếp thị họ không tham gia vào sản xuất nếu ưu điểm của họ là nghiên cứu và phát triển họ sử dụng các đối tác bên ngoài không chỉ cho việc sản xuất hàng hóa mà còn cho việc tiếp thị và bán hàng Hãy giữ cho công ty của bạn càng đơn giản càng tốt và tập trung chỉ vào những lĩnh vực mà công ty của bạn làm tốt hơn những đối thủ cạnh tranh. Nguyên tắc số 10. Tận dụng đòn bẩy vốn Sử dụng đòn bẩy vốn là cách để tận dụng tiền bạc để tạo ra lợi nhuận thẳng dư. Trong hình thức cơ bản nhất, đòn bẩy vốn là việc đầu tư vào máy móc thay vì lao động trong những lĩnh vực mà máy móc có chi phí hiệu quả hơn. Kể thắng gom tất, những ai thực sự có tham vọng cần phải nhắm đến mục tiêu ngoi lên hàng đầu trong lĩnh vực của mình hãy chọn cho mình một lĩnh vực hẹp hãy chuyên môn hóa hãy chọn một mảng mà cuộc sống đã dành riêng cho bạn bạn không thể nào trội hơn người khác trừ phi bạn cũng thích những gì bạn đang làm thành công đòi hỏi phải có tri thức và sự hiểu biết thấu đáo cái gì mang lại cho khách hàng sự thỏa mãn lớn nhất mà chỉ sử dụng nguồn lực ở mức thấp nhất Hãy xác định cho được tại đâu thì ta có thể làm cho 20% nguồn lực sản sinh ra 80% kết quả.